Kính thưa quý vị, năm 1985, sau một thập niên xa xứ, nhạc sĩ Trần Quảng Nam sáng tác 10 năm tình cũ. Bản nhạc tự nó đã hay, lại càng được phổ biến rộng hơn khi đưa vào bộ phim Xóm Vắng. Hầu như không có ca sĩ nào không hát 10 năm tình cũ hoặc trong băng hoặc trình diễn trực tiếp trên sân khấu. 10 năm sau, ông lại viết thêm 20 năm tình cũ, trở thành hai bài ca gắn liền tên tuổi Trần Quảng Nam. Hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức lại hai nhạc phẩm đặc sắc ấy qua phần trình diễn của Thu Phương và Thế Sơn. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ, tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhiều lòng thôi giã từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trông em hôm nay thấy tình còn đây. Bao nhiêu năm gặp lại, cười héo trên môi. Bao nhiêu năm tình cảm tìm nhau đã mòn hơi. Bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau trái vai. Anh ơi, mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời. Bao yêu thương ngày đầu hình như vẫn còn đây. Bao nhiêu năm trong đời mưa rơi riêng phương này. Cơn mê thêm dạ rồi, tim đau không ngừng nhịp. Bao nhiêu năm gặp lại, dòng đời vẫn chia đôi. Con tim chung nhịp thở của ngày ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mới. Anh ơi, không gặp tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Nhưng anh yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta, cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa.
bay đi muôn phương. Anh ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như em hôm nay thấy mưa trở về, như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Của quý vị. Xin được giới thiệu với quý vị nam ca sĩ Thế Sơn, nữ ca sĩ Thu Phương. Thưa quý vị, gần đây thì ở trên internet có một điều mà báo chí Việt Nam chúng ta gọi là hiện tượng âm nhạc ở trên net. Là thưa quý vị, tình cờ có một bài hát chưa chính thức được phổ biến trên CD, chưa được bán tại các tiệm, hay là nói đúng ra là chưa chính thức phát hành, đó là bài Bonjour Việt Nam bằng tiếng Pháp, đã được một cô gái có cái tên thuần túy Việt Nam là Phạm Quỳnh Anh hát. Và chỉ với cái tên, chỉ với cái tiếng hát đó, cái sức quyến rũ đã làm cho tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta khắp Nam Châu cũng như là trong nước đổ xô về để tìm hiểu, để đặt những câu hỏi: Phạm Quỳnh Anh hay là Quỳnh Anh là ai mà lại hát một bài đầy xúc động như vậy, mà tác giả lại là người ngoại quốc viết cái ca khúc đó cho một cô gái Việt Nam. Dĩ nhiên, cái ca khúc đó cho một cô gái Việt Nam 21 tuổi là viết chung cho tất cả những thế hệ, những người trẻ sinh ở hải ngoại nhưng vẫn hướng lòng về Việt Nam, bởi vì trong đó có câu: một ngày nào đó tôi sẽ trở về quê hương để cất tiếng chào Việt Nam. Thưa quý vị, cô Quỳnh Anh dự thi ở bên Bỉ trong một cái giải thưởng giống như American Idol, và cô đã đoạt giải nhất năm 14 tuổi. Nhưng mà cô học xong tú tài theo lời khuyến khích của cha mẹ cô là bác sĩ Phạm Xuân An, và sau đó thì cô đã thành công và đã đi tour chung với nhạc sĩ rất là nổi tiếng là Marc Lavoine ở bên Pháp, ở toàn thể Âu Châu. Hôm nay rất hân hạnh chúng ta được đón chào cô lần đầu tiên đến với nước Mỹ, và cũng trong nhạc phẩm Bonjour Việt Nam đổi sang tiếng Anh Hello Việt Nam. Và chúng tôi chắc chắn rằng khuôn mặt bình dị, tiếng hát cực kỳ quyến rũ sẽ làm rung động chúng ta. Xin dành tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón nữ ca sĩ Quỳnh Anh.
Mời cháu tới đây. Thưa quý vị, giọng hát như thế cho nên là chúng ta không lấy làm lạ. 1600 thí sinh tuổi thiếu niên, lúc cô mới 13 tuổi cô ghi danh và cô đã đoạt giải nhất và hát bằng tiếng Pháp tiếng Anh. Bây giờ chú hỏi cháu một vài câu. Cháu và gia đình cháu ở bên Bỉ có coi Paris by Night không? Dạ, kính chào chú Ngân, kính chào quý vị. Thưa chú, cháu có xem Paris by Night với gia đình từ cháu còn nhỏ xíu. Và Quỳnh Anh xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga để Quỳnh Anh đến bên Mỹ hát trong chương trình hôm nay. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu ơi, thế khi cháu đi học ở bên Bỉ thì cháu học tiếng gì là chính? Dạ thưa chú, cháu có học tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hoa Lan. Ba tiếng chính, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa Lan. Và ở nhà thì cháu nói tiếng gì? Dạ con có nói một chút tiếng Việt. Nói chút tiếng Việt. Cháu ơi, thế bây giờ sau cái tour biển Âu Châu, cháu trình diễn hơn 80 show đã thành công và toàn thể Âu Châu đã biết cháu, trên Internet biết cháu, thì cháu có một cái dự định đi sang bên Mỹ này để hát cho người Mỹ nghe giống như Celine Dion hay là Julio hay không? Cháu có cái dự tính đó không? Dạ, thưa chú, cháu mới bắt đầu nghề hát. Cháu có sẽ hát tiếng Anh và tiếng Pháp là có thể trong tương lai Quỳnh Anh sẽ hát những bài hát tiếng Việt Nam. Đúng rồi. Thưa quý vị, tôi cũng xin ngắt lời cháu lại để nói như thế này. Cháu tuy mới vào nghề, quý vị cũng nhìn thấy cháu là một khuôn mặt đẹp nhưng mà rất là ngây thơ, như một thiên thần. Thì cháu mới vào nghề đây thôi, bởi vì ba cháu là bác sĩ và yêu cầu cháu phải xong tú tài, tức là đậu xong trung học, cháu mới được đi hát. Thành ra sự thực cháu chỉ mới đi hát 1-2 năm nay mà thôi. Thế nhưng mà thưa quý vị, là vì trở thành một người professional thì có manager đi theo, thì sự thực ra hôm nay tôi có yêu cầu cháu hát vài câu tiếng Việt, nhưng mà ông manager ông nói không được, không hát được. Là vì tôi biết, quý vị cũng biết rằng là những người professional họ rất là cẩn trọng. Thì ông nói là she's not ready, right, to sing Vietnamese, right? Tại vì một người mà có tên tuổi lớn đã đi tour như vậy ở khắp Âu Châu, trên 80 show thành công bên cạnh ca sĩ nổi tiếng của Pháp là Marc Lavoine, thì dĩ nhiên là manager phải tôn trọng lắm. Bởi vậy cho nên là cô hôm nay không hát được tiếng Việt cho quý vị theo lời yêu cầu của manager, nhưng mà hy vọng lần tới, next time you come here you sing some Vietnamese song for us, ok? Ok, một lần nữa xin được thay mặt Trung tâm Thuyết Nga và quý vị cho phép chúng tôi được thay mặt quý vị để gửi lời cảm ơn cháu và chúc cháu tất cả những sự tốt đẹp trong tương lai. Dạ, Quỳnh Anh, cảm ơn chú Ngân và cảm ơn quý vị. Rồi, xin chào quý vị. Cháu giỏi lắm. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nối tiếp chương trình. Quý vị thấy là sân khấu đã dàn dựng xong, thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức một vở hài kịch có tựa đề là Kỳ Phùng Địch Thủ, với phần trình diễn của Trí Tài, Kiều Linh, Hoài Tâm và lần đầu tiên một nữ nghệ sĩ đến với sân khấu Thúy Nga, thưa quý vị, Việt Hương. Em nghe, văn phòng nha sĩ à? Dạ em biết, hôm nay em có hẹn với bác sĩ với nha sĩ mà. Dạ em tới liền, em tới liền. Dạ đang ở tiệm chè Hảo Ngọt. Thì ăn chè bị sâu răng rồi mới nhờ cho bác sĩ nhổ răng chứ. Dạ dạ yên tâm yên tâm, em đúng giờ lắm, chỉ có cái sai ngày. Ok ok rồi, bye.
Ủa sao nãy thì vô mà tiệm chè vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy ta? Bà bán chè? Dạ. Dạ em đây. Chỗ tiệm chè. Thôi em chúc em đi ra chè nha. Chị kỳ vậy trời. Bà bán chè. Dạ. Đứng lại. Dạ. Ủa, ly chè đâu rồi em? Em ra cây múa quá đổ rồi. Sáng giờ đổ 10 ly rồi đó, anh chưa bán được ly nào á. Trời ơi, em bán chè phải em bán thân đâu. Làm gì mà em ẻo quá ẻo lại, nhí nha nhí nhảnh như con cá thẩm vậy. Hôm nay làm gì quất nguyên bộ đồng màu vàng khè vậy? Nhìn giống trái chuối không anh? Y hệt như trái chuối cao. Vậy hả? Ờ. Bởi vì hôm nay em bán chè chuối mà, chè chuối on sale động trái cái 1 đồng. Có chè chuối. Dạ có chè chuối. Trời ơi anh thích ăn chè chuối lắm. Dạ. Chè chuối ngon. Ngon. On sale phải không? Sale luôn. Cho anh ly chè 3 màu. Trời trời trời. Không có liên quan tới chè chuối tôi vậy cha. Cái gì mà on sale làm sao mà ngon được. Thôi kệ anh ăn đi. Em tính giá đặc biệt. Có giá đặc biệt. Thích anh lâu rồi mà không dám nói không. Đàn ông nước Mỹ chết hết được phải không? Dạ, sao kỳ vậy? Tôi tự nhiên đàn ông nước Mỹ chết hết là tại sao? Thì anh mới nói tôi thích anh đó, đàn ông nước Mỹ chết hết tôi cũng chừa ông ra, tôi không có thích nữa. Mơ không à. Em ác ghê luôn á. Bây giờ không thích anh, với hôm nay ngày gì mà có giá đặc biệt. Trời ơi. Trời ơi, mà từ sáng giờ tôi muốn quá nó đổ 10 mấy ly chưa bán được người nào, anh mở hàng cho em đi. Ê, anh cũng ăn. Hỏi thiệt. Gì? Bỏ trong chè cái gì mà ăn xong về nhớ em quá à. Xạo dễ sợ. Bữa tôi thấy ông ăn bún mắm, ông cũng nói với mẹ bún mắm cái câu này là y chang. Má anh dạy, lời nói không có mất tiền mua. Ăn chỗ nào mình cứ khen chỗ đó. Gặp đứa nào nó ngu cái nó cho mình free. Không ai ngu mà cho anh free hết trơn á. Ăn bao nhiêu tôi tính tiền bao nhiêu. Mệt quá đợi tôi chút xíu tôi tiếp khách bị handicap. Có khách hả? Khách vô đó trời. Khách giật quá vậy ta. Thì xong rồi sao? Làm gì trời? Trời ơi, ổng làm như là lễ hội hóa trang hay sao? Hôm nay phải ngày Halloween không anh? Tưởng vô quán em hóa trang hay không? Bực mặt hầu quá ta. Có phải lễ hội vô quán tôi hóa trang chi vậy? Ăn cướp! Giỡn hoài luôn. Con lớn rồi chơi súng làm chi mà không biết cách. Ví dụ anh giỡn ta mà rút súng anh là ăn cướp. Là anh phải chĩa ngay đây nè, thấy không? Chĩa ngay chỗ này là nó xì xọ. Còn chĩa cái này nó xì cái khác là đền cho tôi. Cái gì vậy? Tao làm cướp nè. Lên đạn cạch cạch là cướp thiệt mà. Vô đạn lên. Trời anh ơi em làm. Vô cao lên. Vô cao anh hở áo. Bóc tiền ra. Anh khó quá kêu giơ tay rồi sao móc tiền. Qua tay xuống. Dạ. Móc tiền ra. Dạ móc tiền. Làm cái gì vậy? Anh mới biểu móc tiền ra đó. Móc tiền của bà kìa. Thấy ông nói không nói rõ nữa. Mà trong người em đâu có chỗ để tiền. Đi vô trong quầy. Dạ. Lấy tiền nhét đầy cái vali này cho tôi. Cái gì? Nhét đầy cái vali này. Ê. Thôi đi ba. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà kêu nhét đầy vali? Tiệm một sàn tiệm vàng tại sao không cướp? Vô tiệm chè mà không đòi đầy vali tiền. Vừa phải rồi chú. Đã tính vậy được không? Giờ đi đâu chịu khó đâu chơi một vòng đi. Em bán từ giờ tới chiều em gom đầy vali em gọi điện tôi lấy được không? Được. Được sao lắc đầu dữ hả? Đau quá. Làm gì đau? Cho em lấy cái tay ra chị ơi. Trời ơi, kẹt tay hả? Dạ để em vô. Dạ mày hả? Cửa lên tiền. Dạ vô lấy tiền liền. Thằng kia, cửa gì? Dạ. Gắt tay lên. Bà bán chè. Dạ. Bà có bán mắm không vậy? Bán chè đâu có bán mắm. Xin chào.
ăn mặc bánh bao giờ không có tắm. Anh ăn cướp. Cái gì? Đi ăn cướp sao không đeo găng tay vô? Để lại dấu tay cảnh sát bắt á. Này mới vô nghề phải không? Ai nói mày tao mới vô nghề? Bữa nay là ngày đầu tiên của tao đó. Súng của anh sao hay vậy? Hồi xưa em làm ăn cướp mà, giờ bỏ nghề. Tại sao bỏ nghề? Quay súng bị que giò. Thì điên rồi, quay súng bằng cái tay bắn mới tới quay cái giò. Quay súng trúng chân què giò. Rồi sao bỏ nghề? Thì bỏ nghề luôn chứ sao, anh nghĩ sao? Giờ què giò rồi, cảnh sát dí chạy sao kịp. Đúng rồi chứ. Này, mai mốt đi ăn cướp, gặp thằng nào chĩa súng cướp liền. Đừng quay súng nha ông. À, cảm ơn mày nha. Được rồi, để tao thanh toán con mẹ vàng khè bán chè này xong tới phiên mày. Anh, hôm ấy anh thanh toán em trước đi. Bị cướp mà cũng giành nữa hả? Không phải, tại em có hẹn với nha sĩ đi nhổ răng nè. Mày có nước nhổ nguyên hàm chứ nhổ một cái nhầm nhòi vậy mày? Tao chưa thấy ai có hàm răng gớm như mày hết trơn. Mà tao nói thiệt. Sao anh? Mày mà hợp tác với là bà bán chè này là giàu to đó. Làm gì mà giàu to anh? Răng mày nào vừa cho bà làm đứt cốt đó bán chè. Mà anh nói em mới thấy em mới nhớ nha. Vậy là cả xóm này nó khen em có hàm răng tu nguyệt đó anh. Là cái gì? Tu á là râu, nguyệt là trăng. Râu trăng là răng trâu á anh. Răng mày răng khủng long cái tâu gì? Giờ có răng thấy ghét. Bóc bóc ra. Anh em đồng nghiệp với nhau không mà bóc ra. Ai đồng nghiệp với mày? Bóc bóc ra. Dạ bóc thiệt anh. Đưa đây. Ăn mặc đẹp gì mà có 20 à? Thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cướp đầy đường anh ơi. Em khôn lắm, em có giấu tiền một chỗ đâu. Mày giấu đâu? Em giấu dưới vớ nè. Giấu vớ? Dạ. Mày hay quá. Móc ra. Không. Móc ra. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy nè trời. Giấu, giấu có 20. Giờ cái mặt là thấy nghèo à. Nè anh. Gì? Ăn cướp tao nha, đừng sỉ nhục nha. Gì vậy? Anh nói ai nghèo? Đứng lại. Gì? Anh nói ai nghèo? Mày nghèo chứ ai nghèo? Không dám nghèo đâu. Xin lỗi anh à, trên người tôi còn một thứ quý hiếm nữa. Cái gì? Cái đồng hồ Rolex nè. Nè thấy không? Trời, tao nói nó chiếu sáng luôn á. Cầm thôi nha, hơn 1000 luôn đó anh. Rolex hả? Dạ, dạ. Tháo ra. Tháo ra. Tháo nữa. Để lên. Sao hôm nay tôi ngu quá vậy nè trời. Hàng thiệp hay hàng giỡn mày? Không biết nữa anh ơi. Cái này em trơn của ông già em á. Mà em nói nghe, ông già em á không bao giờ xài hàng thiệp. Thiệt hay giả tao không cướp. Mày xong rồi đó, đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. À, đi luôn nha bà chủ. Trời ơi, chưa có thấy con mẹ nào mà đá lông nheo xấu như bà này vậy á. Cái gì đó? Anh, làm như ý bà là muốn em đi báo cảnh sát cho bà. Mà em có ngu. Thà là tôi mất 40 với cái đồng hồ mà nó khỏe, đúng không? Bây giờ đi báo cảnh sát nè, làm nhân chứng nè, cả ngày mệt thấy bà luôn à. Đúng không anh? Đúng. Cướp em rồi, giờ quay qua cướp bà đi. Nó lắc anh á. Xong chưa? Dạ xong rồi. Hả? Dạ xong rồi mà em sợ anh khiêng không nổi. Cái gì khiêng nổi? Tiền 25 cent mà ba bao tải luôn. Ai kêu mà lấy mà tiền 25 cent? Hồi nãy anh vô anh không nói. Anh nói lấy tiền cắt, em lấy tiền cắt. Tôi kêu mà lấy tiền giấy. Anh cướp mà anh khó. Thấy không? Anh phải dạy em. Anh vào vô phải nói cướp tiền giấy. Em lấy tiền giấy. Anh vô nói cướp không, nãy giờ em đổi tiền cắt thấy bà luôn á. Dạ tôi kêu lấy tiền giấy nghe chưa? Dạ. Tiền giấy. Dạ dạ em biết rồi, để em vô lấy tiền giấy cho anh. Nóng quá vậy ta. Anh đeo mặt nạ vô. Ăn cướp mà anh tháo ra vậy nè, lỡ nào nó đi ngang nó nhận diện được anh, nó báo cảnh sát là tiêu đời. Biết rồi, nhưng mà trong này nóng quá, sao mở máy lạnh vậy? Dạ có máy lạnh chứ mà bị gì hôm nay nó hư. Sao kêu thợ sửa? Em kêu rồi mà sao tụi nó làm ăn gì không tới sửa ta. Bậy quá. Kêu thợ sửa lần nữa coi. Em mượn điện thoại coi. Điện thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư, đừng nói chi đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Đây nè. Dạ.
Trời đất ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, ăn cướp sao điện thoại xịn hơn tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá ha cưng. Ờ, sao tới sửa máy lạnh cho chị cưng. Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền cho mày. Mai gì nóng chết rồi nè, thằng cướp nó vô nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao, mày không tin nè, loa mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá, mày nghe không? Mày... À, em không có tới sửa được, tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả, hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ờ nhiều. À nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. À có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi, qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Ờ con này nó mập hơn chị em. Ờ nó cao bằng chị. Gì? Không, anh leo lên ghế anh mới cao bằng em. Ừ. Em cao bằng anh. Con này nó không có mông, đúng rồi. Ê, cái mặt nó mặt mâm thấy thương lắm. Để tao tâm sự nó một chút. Anh nghỉ nghề anh cướp đi. Anh về anh phụ em bán chè, hai đứa mình vào luôn á. Sao vào? Cái mặt của anh mà ngửa lên như nè. Để 8 chén chè thêm 2 chén nước dừa còn dư chỗ à. Mặt mâm mà phải mâm thường, mâm đi bán á. Giỡn mặt với bà hả? Anh lại lên. Anh không chịu, anh nói giỡn mặt với anh không chịu. Ờ, có cái bụt rùi dế chó nằm ngay đây thấy cưng, dế cưng hiểu lắm. Ờ, đúng rồi. Bạn ơi bạn. Hả? Điện thoại của mình đó nha. Nó lẹ lên chút. Thì điện thoại của mình bạn mới tám nãy giờ, chứ điện thoại của bạn cúp lâu rồi. Ờ sao mày ở bên tới đêm nay chị bán chè chuối âm sao đồng trái đồng ăn giúp chị nha. Ờ tới đi mày, chứ tính mày nóng mày tới thì chị sale cho. Thằng đó chị nó ghét chứ sao mỹ sứ. Chưa thấy con mẹ bán chè nào mà mắc bố như mẹ này. Có chị không có điện thoại mà cười sằng sặc như mẹ khùng. Tới mày thiệt. Ủa lên cái chuyện mày sao mày trả lời trả vốn như mày. Mày không có lịch sự mà phải chạy. Hả? Điện thoại mới đi đâu rồi? Đây nè. Ủa sao lấy lại vậy? Lấy lại gì? Nó nói tốn tiền của tôi quá. Anh bậy lắm. Anh vô anh cướp của tôi bao nhiêu tiền được. Có một cuộc điện thoại tiết kiệm cho tôi nha. Giận anh tôi lấy tiền anh đi sớm. Không chưa? Ở chút. Giấy phải không? Ờ. Đếm lẹ lên. Thôi em chút chứ. Em đếm cho nó kỹ lát còn khai báo với cảnh sát. Anh cướp. Anh có receipt không? Gì vậy? Anh cho em để em khai thuế. Khai thuế chị? Không chừng cuối năm nó trả là em mớ à. Giỡn mặt với bà hả? Đi ra ngoài. Dạ. Để tôi đếm. Đếm đi anh. Lòng quá. Dạ. Ôi, cầm giùm coi. Dạ cầm. Chị chỉ ở đây phải không? Anh ấy chỉ cho đúng chỗ. Không biết chỉ súng hả? Đó giờ đâu có đi cướp đâu biết chỉ súng. Tôi dạy cho nghe chưa? Dạ. Chĩa không ai chĩa đây hết trơn. Chĩa đâu? Chĩa phải chĩa đây nè. Ha. À. Cái gì bắn xì sọ cái không? Ừ. Chĩa đây bắn xì mỡ cái không? À. Cái này phải không? À. Là cái mặt em má hát giống ăn cướp anh. Ủa tôi cướp là ăn cướp vậy? Cái mặt em thánh thiện vậy sao cướp? Cái mặt anh mới cướp nhưng mà em không có cướp. Bà bị em cướp. Em bị cướp. Bà quay súng mà chĩa vậy chứ. Ờ ha. Quên thiệt mới vậy. Tánh mau quên quá. Thôi xong rồi. Mệt quá. Có bụng quá có gì ăn không? Dạ, chè chuối on sale một đồng một trái. Trái một đồng. Cho một trái đi. Dạ. Dạ, đây, sẵn sàng. Ừ, nhiêu vậy? Dạ, 3 đồng. Sao mới nói đồng trái? Anh thấy không, cái tánh của anh nóng quá, anh không có để ý. Anh nhìn trên kè nè. Em có chen hai bên hai viên cho nước thấy không? Đó. Hai viên cho nước rõ ràng luôn. Ờ, à, đúng rồi. Trái chuối hai viên cho nước đàng hoàng. Lạ quá. 3 đồng. Nè. 5 đồng á, khỏi thói. Trời ơi, sợp quá nha. Tiếp lên khỏi thói luôn nha. Mặt này quen dễ sợ luôn á. Làm gì mấy bữa trước tới đây ăn chè của tôi rồi cua tôi không được, giờ quay lại cướp tiền tôi là sao? Quen quá. Nè. Dạ. Có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Nhưng mà anh cứ nói đi, em còn bỏ nó kịp mà. Nói chuyện dễ thương quá. Dạ. Tối rảnh không? Dạ rảnh dữ lắm, ăn chè buổi sáng chứ buổi tối rảnh mà. Ừ. Tính mời nhà hàng ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Mới cướp tiền xong nè. Trời ơi, giết quá à. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ, nói đi anh. Em buôn bán bây giờ đó, thời buổi giờ kinh tế đang xuống, nghe không? Em thối tiền phải coi chừng tiền giả, nghe không? Dạ, dạ. Nè, anh thấy nè, tờ 100 này là tờ 100 giả rồi đó. Sao, 100 giả? 100 thiệt đó, là cái mắt ông Phan Linh niệm dòm lên trời. À. Cái tờ này ông nhìn xuống đất. Đâu? Nè. Ờ, hai nhìn xuống đất nè. Tại sao ông nhìn xuống đất vậy? Ông biết tiền giả, ông buồn, ông nhìn xuống đất. À.
Thấy không? Hay quá. Còn muốn em nhìn, em muốn phân biệt lẹ nữa đó. Dạ. Em lật ra sao, em thấy cái hàng chữ gì không? Chữ gì? Ngân hàng địa phủ. Anh dạ. Kéo hoài à. Thôi, có khách rồi. Có khách, để em tiếp khách. Trời ơi. Ông này còn hay đi kép nặng hơn anh hồi nãy nữa. Anh. Giật đã cuốn rồi chết luôn hay sao, giật quá. Nay sao dân chúng buôn xa hiền, rình cả buổi sáng giờ không thấy ông nào bà nào vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Ăn chè đi rồi tính. Ây da, quá trang mà sao sống giống police thiệt quá ta. Giống y chang luôn, mặc đồ giống quá. Police thiệt chứ bộ. Police thiệt hả? Chứ sao? Thằng thiệt phải không? Chứ sao? Hiếp. Stop. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Nhìn cái tướng mà đi, là bà nhìn cái mặt tôi nè. Sao? Xí quách còn đâu nữa mày. Trời ơi. Bà không có chè gian không? Dạ, chè chuối ông xeo động trái, chạy anh đóng. Cái gì? Chạy anh đóng động trái. Nói chung là hôm nay là xeo chuối đó. Rồi cho một trái đi. Dạ. Ê, ông anh ơi. Hả? Nhớ xin thêm 2 viên nha. Ôi dạ. Mà xin viên bự á, viên nhỏ là tôi ăn vô ẹt à. Rồi cho một trái 2 viên đi. Anh muốn ăn mấy viên cũng được hết trơn á, em không dám tính tiền đâu. Thì, đúng rồi, đúng rồi. Làm nghề cảnh sát là vào sanh ra tử, nhưng mà được có cái lợi là mỗi lần đi ăn thì chủ quán không tính tiền. Dạ. Nhưng nếu tính tiền thì tôi nghỉ mẹ nó. Dạ đúng rồi. Anh mặc cái sắc phục như vậy, với lại hàng anh dài như vậy. Cái gì? Hàng gì vậy? Cái cây này nè, cây này nè. Cái cây này là cái cây ba to. Vậy hả? Cây ba to. Đó giờ em biết cây này gọi là cây ba to. Cây ba to dài vậy nè, cộng với cái mặt cô hồn của anh. Cái mặt hồn nhiên. Hồn nhiên y như chó điên nè. Em quýnh quá, em gặp anh em mừng em quýnh. Nói tóm lại là ông nội em cũng dám tính tiền anh. Tôi hỏi cô chứ làm cảnh sát á, một năm được nghỉ 3 tuần bên kia sân. Dạ đúng rồi. Mà một lần cởi được cái bộ đồ này ra rồi người nó thảnh thơi lắm. Dạ thảnh thơi. Nhưng mà kẹt một cái mỗi lần đi ăn phải mặc vô. Mặc trường chi. Trời ơi, không đi mặc vô, đi ra nhà hàng ăn là chủ quán vẫn đưa bill tính tiền như thường à. Hay quá, tính hay. Ơi, vậy mà mốt vậy hưu á, đề nghị ông banh giữ là bộ đồ này đi. Chi nữa? Để ăn chè khỏi ra tiền. À đúng rồi. Nè chú, làm gì vậy? Trời ơi, chỗ quán xá mà ngồi đếm tiền đây mà cướp nó vô nó thấy được là vong mạng nó dẹp vô. Dạ không sao, sắp xong rồi. Cướp. Cái gì? Cướp. Ai cướp? Cướp. Tôi vô ăn chè cho anh cướp cái gì? Trời ơi, sao ngu dữ vậy ba? Bà cẩn thận lời nói bà nha. Tôi công bà vì cái tội phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ ạ. Dám đang thi hành nhiệm vụ đâu, vô đây ăn chè chuối chùa của tôi chứ thi hành gì. Anh xạo quá à, để ý giùm tôi nè. Cướp. Ai cướp? Cướp. Bà xích qua coi. Bà nghĩ sao mà bà nói người ta ăn cướp? Trời ơi, cái dáng đó nhiều lắm là anh giật anh thiếu mà không biết nó dám ăn chưa đó. Tôi cho gan lắm là đi ăn cắp vặt thôi. Hả? Trời ơi, cái mặt nó khờ thấy bà luôn mà anh cướp cái gì? Cái gì? Nói gì mặt khờ? Mặt này không có khờ. Cái này là mặt ngu. Nó khẳng định mặt nó ngu kìa ông nội ơi. Tôi nói cho bà biết đó. Tôi làm cảnh sát đó 18 năm rồi. Mà 8 năm trời đó là tôi đã làm xếp băng đảng rồi. Trời đất ơi. Thế sao? Chùm băng đảng hả? Thế sao? Nãy giờ anh không nói mới để ý ra cái mặt anh nó ác mà nó gian đi chùm băng đảng. Không có thích hợp làm police chút xíu nào phải không? Không thích hợp. Không có tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi anh. Tôi đã bắt bao nhiêu vụ nổi tiếng rồi. Dạ. Chứ không phải trời ơi bà nghĩ sao? Tôi hỏi bà một câu thôi, trên thế giới này có thằng nào điên đi ăn cướp xong ngồi tại chỗ tính tiền không? Dạ được 3 tỷ nó của con. Quay. Nó mới cướp của tôi đó. Không dám nữa. Bà tiền bà? Tiền tôi. Bà có ghi lại số seri number? Trời ơi, khách vô tiệm chè cả ngàn người đâu có rảnh đâu ghi seri number. Bà có gắn máy thu hình không? Tiệm chè chút ép vậy là ra vô như tôi nhớ mặt rồi gắn camera làm chi. Bà có nhân chứng không? Có. Đâu? Đi nhổ răng rồi. Bà càng nói bà càng gian à. Gian lắm hả? Bà vu khống cho người ta nữa. Hả? Cái tội đó. Có súng. Thì súng nè. Súng lớn tôi để đây, súng nhỏ tôi kết rồi. Trời ơi, còn khoe súng với tôi nữa chứ trời ơi. Súng nhỏ, súng lớn thì thay kệ ông, mà tôi nói thằng kia nó có súng. Súng nó dữ lắm à. Nhưng mà ai có súng là người đang cướp à? Cướp. Trời ơi, nước Mỹ tự do này ai mà không có súng. À, tôi biết rồi, nhưng mà nó có súng. Ai có súng là anh cướp. Anh cướp. Vậy tôi là cảnh sát, tôi có súng tôi cũng là anh. Bà nói đàng hoàng nha. Tôi hết nhịn nổi rồi đó. Ê, hey, bà có súng chưa? Đưa súng ra đây. Anh giỡn. Bà có súng. Bà. Ông đang đầu thú chuột, chú giỡn đúng rồi. Tôi đàn bà làm gì có súng. Đó, súng đó, bà đang kẹp vào trong cửa sổ kìa. Kẹp cửa sổ, à, trời ơi, cái súng. Anh ơi, nãy em gửi em á, anh lấy ra giùm em ơi. Lấy ra cái súng. Em được đâu. Sao ạ? Sao bắt lộn như sâu nước. Anh ơi, cái súng người ta gửi em chứ không phải của em. Lấy giùm em đi anh. Anh nhiều chuyện quá. Lấy giùm em cái súng ê. Trời ơi, ông lấy đồ trong người ta ra mà ông nhắm mắt vậy có lỡ nó trúng cái khác sao? Kệ ng
đàn bà không biết chơi súng. Trời ơi, súng mà để rồi sao nóng như vậy? Kẹp đây nè, mỗi lần hâm chè em cũng kẹp tóc không mà nó nóng vậy đó. Thôi được rồi, tôi bắt bà về ba tội. Tôi có tội gì mà anh bắt tôi? Tội thứ nhất, bà phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trời ơi. Tội thứ hai, bà vu khống cho người hiền lành là ăn cướp. Trời ơi. Tội thứ ba, bà có vũ khí trái phép. Hả? Ok, thơn nào đâu, bút cho em, bị ai vô bắt. Do it now. Là gì? Không hiểu hả? Không. Quay mặt về phía trước. Đưa hai tay ra sau lưng. Bắt người Việt nó nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh chi không hiểu gì trơn á trời à. Rồi làm đi. Quay mặt về phía trước. À. Trời ơi không phải. Quay nguyên cái người về phía trước. Hay không? Lo nói tiếng Anh cái quên tiếng Việt hay không? Anh phải nói là quay nguyên người nó biết đường nó mò. Rồi sao nữa? Để hai tay ra sau lưng. Rồi. Làm gì đây? Về boss. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi chủ tiệm kìa. Thì tôi nó bắt lộn người dài ai. Không phải bắt chạy chuối ôm xe mà ơi. Bỏ tôi xuống đi bắt kẹt thôi. Thiệt là chưa thấy cảnh sát nào ngu như cảnh sát này. Đỡ quá. Ê, bà bắn chè ơi, tôi không biết nấu chè đâu nha. Bà về có tiệm đó tôi còn đi cướp tiệm khác nữa. Bà ơi, anh không cần phải nói nữa. Những lời nói của anh sẽ làm bằng chứng trước tòa. Tôi làm gì là bắt tôi? Tôi có nhân chứng, vật chứng đâu. Dạ. Thằng này mới là thằng ăn cướp nè. Theo tao, về bót, giơ tay lên. Vô. Lộn nữa ba, ở bên kia mà bắt lộn tôi hoài vậy đâu. Thưa quý vị, nhân sau một màn hài kịch, chúng tôi cũng xin phân trần đôi chút là như thế này. Trong cuốn Huế Sài Gòn Hà Nội thì tôi viết vở kịch Chung Một Mái Nhà. Chắc quý vị đã coi rồi, bà mẹ chồng người Bắc có hai cô con dâu, một Nam một Huế. Thì vở kịch đó thì chẳng cần phải nhắc lại, quý vị cũng biết là đại đa số khán thính giả rất là tán thưởng, bởi vì nó là một cái niềm vui và nó hơi có chất văn hóa trong đó. Nhưng mà chúng tôi cũng có nhận được một lá thư của một vị trong Nguyễn Phước tộc và có than phiền với chúng tôi rằng là vở kịch đó nói về hoàng tộc không đúng. Thứ nhất là dòng họ Tôn Thất thì không lấy được tôn nữ. Thứ hai nữa là không có công tầng tôn nữ nào đi bán chè đậu bán trên sông Hương cả. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nhân đây để mà hầu chuyện quý vị là khi chúng ta coi show comedy, tức là quay hài, thì chúng ta không đặt vấn đề đúng sai. Bởi vì những nhân vật của một vở hài kịch nó không có thật ở ngoài đời. Chẳng hạn như vừa rồi quý vị làm gì mà gặp những cái người ngớ ngẩn như thế này. Tức là đi ăn cướp cũng ngớ ngẩn, rồi cảnh sát cũng vậy, bán chè cũng vậy, mà khách hàng cũng vậy. Những cái nhân vật hài mà chúng ta coi hàng ngày trên các show TV của Mỹ, họ đem tất cả mọi đề tài ra để họ tạo niềm vui cho khán giả, hoặc là những phim chúng ta coi rạp cũng vậy. Thì quý vị cũng hiểu rằng khi viết phim hài là người ta không dựa trên sự thật. Nếu chúng tôi viết một bài biên khảo, một bài nghiên cứu, hay là phát biểu một cái quan điểm gì đó, thì chúng ta, đó là vấn đề đứng đắn mà chúng ta phải đặt vấn đề là đúng hay sai. Nhưng khi coi hài kịch, xin quý vị đừng đặt vấn đề là nhân vật đó có thật hay là không. Vâng, và nhớ quý vị biết là nhất là hài kịch của Mỹ thì họ chọc tất cả mọi người, từ ông tổng thống đương thời hay Đức Giáo Hoàng hay ai, họ cũng không tha cả. Riêng người Việt Nam chúng ta có lẽ hơi khe khắt hơn. Bởi vậy thành ra khi mà kiếm đề tài để nói về chuyện vui hay kịch đã là rất là khan hiếm rồi. Thường thường phải dựa trên những cái nhân vật mà hầu như ngoài đời không có. Thành ra nếu mà quý vị mà còn không cho nói về cái này nữa thì không còn chuyện gì để kể. Thưa quý vị, tiếp theo đây là hai nhạc phẩm liên khúc Câu Chuyện Tình Tôi của Kim Tuấn và Nửa Vầng Trăng của Nhật Trung. Và thưa quý vị, nói đến nhạc phẩm Nửa Vầng Trăng thì nhạc phẩm này đã được nữ ca sĩ Như Quỳnh thâu cho Trung Tâm Thúy Nga vào năm 2002. Nhưng đặc biệt nhất là trong năm nay thì ở trong nước cái bài đó lại bùng lên và là một cái bài nổi nhất, được các ca sĩ trong nước hát nhiều nhất. Hôm nay chúng tôi dàn dựng lại trên sân khấu, và khi theo dõi thì quý vị sẽ thấy là hai nhân vật đang yêu nhau cái thời xưa, thời kiếm hiệp. Và cô gái đó thì bị một cô tình địch, và cô tình địch là người có quyền thế, có lính hoặc có quân hầu, đã bắt cái cô gái người yêu của anh chàng đó đi và đã đâm mù mắt cô ta và đã chia rẽ hai người. Và sau đó thì cái anh chàng đó cứ đi kiếm mãi cái cô người yêu của mình. Có kiếm được hay không thì chắc quý vị phải coi trên màn sắp trình diễn đây. Xin mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của Dương Triệu Vũ và Bảo Hân. Thank you.
ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đôi nón cao mắt nâu đen ngủ vùi. Ngày tuổi yêu gió hương đồng, nhiều mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao, rất cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi. Ngày hôm qua như áng mây, mây hão huyền giấc xưa kỷ niệm. Để giờ đây tôi vẫn vương bao muôn phiền. Ngày hôm qua tan biến màu, như khắc sâu mãi trong tâm hồn. Để lòng tôi trót yêu những ngày xưa. Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ, đầy hồn nhiên trang trọng đến bất ngờ. Chuyện tình tôi giống bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn mạn mang những câu chuyện tình tôi. Trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sóng nước trăng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em nơi phương xa, nửa những mong anh đây ngóng chờ. Chờ em đến với những nỗi nhớ,
cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẻ loi nỡ quên màu yêu thương ngày nào. Vầng trăng héo úa với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm mong cô đơn, anh chẳng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dù cô đơn đau vẫn ôm tình anh. Ngồi đây với trăng tà lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Một mình em ôm lòng đơn đau, tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng em mong rằng anh không quên, ở nơi vắng xa em vẫn chờ. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ anh nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa anh vẫn chờ. Thưa quý vị, Dương Khoa và Tiểu Long Nữ gặp nhau sau 16 năm. Kỳ Duyên phải coi cái này thì Kỳ Duyên phải có cái nhận xét rằng tất nhiên là Dương Triệu Vũ lần đầu tiên mà thấy đóng như vậy, thấy cũng rất là người hùng giống Vô Kỵ chạy ở trong rừng. Nhưng mà nếu quý vị để ý đó thì nữ ca sĩ Bảo Hân trong bao nhiêu lâu nay khi nào mà giao cho cô một cái vai trò có tính cách mà ca vũ nhạc kịch như là ở trên Broadway đó, thì dù là West Side Story hay là sang theo cái tính cách phim bộ, cô đều đóng rất là hay. Và Kỳ Duyên cứ thấy là ai mà cứ hễ mà mặc những cái đồ như là phim kiếm hiệp hồi xưa mà để tóc dài lòa xòa như vậy là đều thấy đẹp hết. Bữa nào anh thử mặc cái bộ đồ giống Dương Triệu Vũ coi em nhìn lại. May ra em hầu quạt, có thể em nhắm mắt em liều một cái. Những anh hùng là tuổi trẻ, còn tôi thì nó đã quá cái tuổi nó mất rồi. Vì lúc nãy chúng tôi nói là người Mỹ nó làm cái phim tôi rất thích là No Country for Old Men, tức là không cần xài được nữa. Vâng, thưa quý vị, tôi nhớ cái kỷ niệm khi mà hôm nay hát lại bài Nửa Vầng Trăng là bởi vì cũng tại sân khấu này, cũng tại Knotberry Farm này 2002, thì quý vị thấy chúng tôi đã dựng Nửa Vầng Trăng lần đầu tiên, bài đó Như Quỳnh và nhạc phẩm của Nhật Trung. Và tôi còn nhớ kỷ niệm hơn là cũng trong cái show đó thì cô Kỳ Duyên cối nổi tiếng với vai trò là Hoa Hậu Cà Trớn, là cái cuốn băng đó. Cho nên hôm nay nghe lại tôi xúc động lắm, vì tôi nhớ cô Hoa Hậu Cà Trớn này cách đây 4 năm. Cho nên là bây giờ thì bản nhạc này nó trở nên nổi bùng lên trong nước, mặc dù cái giai điệu họ đổi đi để hát cho nó nhanh hơn. Vậy anh có muốn coi Hoa Hậu Cà Trớn giới thiệu clip tới không? Mời cô. Xin quý vị coi trên màn ảnh lời yêu cầu sắp tới. Mình tên là Thường Thụy, còn đây là bà xã. Mình tên là Bảo Ngọc. Hôm nay thì tụi mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình yêu. Dữ vậy hả? Thực ra đó là kỷ niệm riêng của hai đứa mình. Mình đã sử dụng một bài hát. Bài hát này là Thụy và Bảo Ngọc chỉ là người viết lại lời Việt cho một cái nhạc phẩm trong phim Hàn Quốc. Tựa đề là trong chương trình chiếu ở Việt Nam thì là Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nhưng mà tiếng Anh là Full House. Tụi mình viết rất sáng với câu chuyện riêng của hai đứa, tức là hai đứa yêu nhau trong một thời gian cũng khá dài, nhưng mà cái giai đoạn khó khăn nhất là khi mà mình phải đi làm việc ở Nhật, trong khi Bảo Ngọc vẫn còn ở Việt Nam. Thì bên cạnh cái khó khăn về khoảng cách, về thời gian, thậm chí là về lệch múi giờ, mà thậm chí mình đi làm về thì đã muộn rồi, mình chỉ muốn đi ngủ, trong khi lúc đó bà xã là cái thời gian rảnh nhất. Háo hức để lên chat với ông xã. Gần đây thì khi biết là ca sĩ Lưu Đình Quang rất thích bài hát của chúng mình thì bọn mình rất là vui. Xin cảm ơn mọi người, và chúc mọi người luôn luôn mãi mãi bên nhau hạnh phúc. Những cặp yêu nhau thì luôn luôn mãi bên nhau và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
mãi luôn gần bên em. Anh bước với anh đi qua bao nhiêu con đường nơi đây, chúng ta cùng nhau chung bước. Trong đêm vắng, bóng tối bao trùm quanh anh. Khẽ nói với em ơi xin em hãy chờ tin anh. Anh hứa với em mình sẽ kề vai bên nhau và cùng vượt qua bao nhiêu nghìn trùng gian khó. Trong phim bộ Hàn Quốc, nếu quý vị mê phim bộ Hàn Quốc thì quý vị phải biết cái phim Full House rất là nổi tiếng, và nhạc phẩm mang tựa đề Mãi Mãi Bên Nhau của Bảo Thụy. Và không biết lúc nãy trong clip có nói hay không, nhưng bà Bảo Thụy là tên của ông chồng và bà vợ ghép chung với nhau. Và trực tiếp gửi cái bản nhạc đó cho Lương Tùng Quang. Thưa quý vị có thể là quý vị để ý là tại sao hôm nay cái phần chúng ta nghiêng về phần nhạc trẻ nhiều hơn là nhạc tiền chiến. Cái điều đó thì nó đơn giản thôi, là tại vì các bạn trẻ hăng hái thu hình và gửi yêu cầu nhiều hơn, trong khi có lẽ là các vị cao niên thì đôi khi dè dặt, lại cũng không biết xài internet bao giờ, không biết email, giống như tôi mà tôi còn không biết email là gì, thì có nhiều vị còn lớn tuổi hơn tôi chả bao giờ ngó đến computer, cho nên là ngại viết thư và lại càng ngại thu hình để gửi về. Cho nên là cái phần mà gửi về yêu cầu thì đại đa số là các bạn trẻ, nên quý vị cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà lần sau khi chúng tôi thực hiện chương trình nhạc yêu cầu số 2 thì chúng tôi chắc chắn rằng là quý vị muốn yêu cầu nhạc phẩm gì, quý vị cho chúng tôi biết, hoặc là qua video hoặc qua thư, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả. Như đợt đầu này thì các bạn trẻ nhiều quá.
Vâng, và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là một liên khúc Tuổi Học Trò do Lê Dinh Dạ Cầm và Trường Cũ Tình Xưa của nhạc sĩ Duy Khánh qua hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Quỳnh Dung. Kỷ niệm lúc còn học sinh, ta áo trinh nguyên tô thắm bao tình. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì màu mắt thơ ngây, tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày mai, tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi. Xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắc nhở đôi lời. Nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm đi vào thời gian, ngày tháng trôi qua tàn. Tìm mưu sinh giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tương mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phú phàng đan kín, tiếng ve dù nghe hơi buồn thêm. Chờ đâu quân nắm tay, vẻ ơi hát gì điều nhạc lâm ly, khóc người hiền biệt sơn thế, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mời, vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ.
thưa quý vị, đối với bất cứ ai thì thời gian cũng là một sự tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian gần đây thì từ cuốn 91 sang cuốn 92, chúng ta đã có đi một số những mất mát. Trước hết là nhạc sĩ Anh Việt, tác giả bài Bến Cũ. Nhạc sĩ Anh Việt là cố đại tá Trần Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Văn nghệ sĩ quân đội, thì chắc chắn là thế hệ của chúng tôi trở lên nhiều người biết, và nhất là bản Bến Cũ của ông quá nổi tiếng. Sau đó thì chúng ta mất nghệ sĩ La Thoại Tân. Ông là một tên tuổi lớn của điện ảnh và sân khấu miền Nam cũng như là ra hải ngoại. Và riêng đối với Paris By Night thì ông đã làm MC hai cuốn trước khi chúng tôi có mặt. Và người thứ ba là nhạc sĩ Thăng Long. Và trong cuốn Huế Sài Gòn Hà Nội vừa rồi, quý vị đã nghe nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông là Quen Nhau Trên Đường Về. Thì thưa quý vị, là không may là cuốn Paris By Night 91 Huế Sài Gòn Hà Nội chúng tôi phát hành ngày 25 thì ông chưa kịp coi thì ông mất trước đó một ngày. Thì chúng tôi nhân dịp này xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga cũng như toàn thể nghệ sĩ, và xin quý vị cho phép chúng tôi được gửi lời thành kính phân yêu đến tang quyến của ba vị nghệ sĩ đã mất. Dạ thưa, vâng, xin cảm ơn chị Bạch Yến. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Bạch Yến ở bên Pháp vừa cho chúng tôi một tin lại còn buồn mới xảy ra hôm qua, là nhạc sĩ Trịnh Hưng vừa mới mất đêm hôm qua. Nhạc sĩ Trịnh Hưng là tác giả bản Tôi Yêu mà đã kết thúc cuốn Huế Sài Gòn Hà Nội vừa rồi, mà bản nhạc đó là một trong những bản nhạc quý vị rất yêu thích, bởi vì ngay từ thời tuổi trẻ hầu như ai cũng biết Tôi Yêu Quê Tôi này là những cái bản nhạc mà đã gợi lên cái tình cảm quê hương rất lớn. Thì nhân dịp này thì cùng với ba người nghệ sĩ chúng tôi vừa kể là nhạc sĩ Anh Việt, La Thoại Tân, Thăng Long, và chúng ta mất thêm một người đáng quý nữa, đó là nhạc sĩ Trịnh Hưng, thì chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng với tang quyến. Và thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng thấy là trong chương trình này phần đông là những bài song ca mà Trung tâm Thúy Nga cố gắng ghép những cái giọng hát mà chúng ta ít thấy. Và trước khi giới thiệu tiếp hai giọng hát mà hình như chưa bao giờ đứng chung với nhau trên sân khấu để quay video, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi clip ở trên màn ảnh. Chúng em là những khán thính giả trung thành của Trung tâm Thúy Nga. Đặc biệt chúng em rất thích những chương trình song ca Thúy Nga Paris By Night đã thực hiện trước đây. Vì vậy chúng em mong muốn Trung tâm Thúy Nga cho chúng em thưởng thức hai nhạc phẩm Lệ Đá, Dấu Tên Sau, qua phần trình diễn của hai danh ca Khá Lê và Ban Kiều. We are more. Chân em qua bao nhiêu lần, lời dù đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên màu mắt, trời con trên mi cho môi ướm sâu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạt đường cho gót rắc sâu, giận hờn xin ngập lối đi. Đàn dâng tiếng phong kiến tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời, và người tìm đến
năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Bao đỉnh trời hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu non. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu nó. Rất hay phải không quý vị? Thưa quý vị, là Dấu tình sầu của Ngô Thụy Miên, Lệ đá nhạc của Trần Trịnh, lời của Hà Huyền Chi. Thưa quý vị, là tại sao lúc nãy lại có cái clip của quý vị khán thính giả tại Úc yêu cầu mà lại đích danh Khánh Ly với Bằng Kiều? Là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm khi anh em chúng tôi đi trình diễn 5 thành phố tại bên Úc. Thì hôm đó chúng tôi cũng như bầu show muốn có một cái màn lạ, là vì Bằng Kiều là một người rất giỏi về nhạc lý và chuyên hát bè, bè trưởng thứ gì cũng được. Và lại đặc biệt là Bằng Kiều là người có thể gọi là duy nhất là có cái giọng mà hát dù cao dù thấp đều được cả, cao tới đâu cũng được, đáng lẽ phải làm kép cải lương mới đúng. Thì thưa quý vị, là nhờ Bằng Kiều hát được đủ mọi giọng như vậy, cho nên chúng tôi muốn làm thử một bài toán là hôm đó có bao nhiêu ca sĩ, chúng tôi đề nghị Bằng Kiều hát xong ca hết. Nhưng mà để lát nữa cô Kỳ Duyên nói thêm, thì tất cả một vòng các ca sĩ trình diễn, Bằng Kiều hát quá hay chung với các ca sĩ đó, và đến lượt Khánh Ly thì gây rất ngạc nhiên cho khán giả. Là bởi vì hai cái giọng của Khánh Ly và Bằng Kiều nó quyện vào với nhau y như hai mẹ con thật ở ngoài đời. Kiều, trước tiên cho phép Bằng Kiều gửi tới toàn thể quý vị có mặt ở nơi đây cùng khán giả của Paris by Night trên khắp nơi trên thế giới lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thì Bằng Kiều cũng như quý vị cũng biết là cũng hát song ca với rất nhiều nữ ca sĩ, nhưng mà cái người mà Bằng Kiều rất là mong muốn và
được một cái diễm phúc được hát bên cạnh của chị Khánh Ly. Bởi vì khi mà Bằng Kiều, chị Khánh Ly như quý vị đã biết là thần tượng của bao nhiêu người chứ không phải là của riêng của Bằng Kiều, và cũng là một cái huyền thoại của làng tân nhạc Việt Nam, cho nên là đứng bên cạnh chị Khánh Ly là một cái điều mà rất là hạnh phúc đối với Bằng Kiều. Mặc dầu là Bằng Kiều không phải một ca sĩ chuyên chở những cái dòng nhạc mà chị Khánh Ly hay hát, nhưng Bằng Kiều đã cố gắng và cũng học hỏi được một chút của chị Khánh Ly để gửi tới quý vị cho nó thêm phần, thêm mắm, thêm muối trong cái làng âm nhạc cho nó đa dạng hơn. Riêng phần Khánh Ly thì Khánh Ly phải cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay. Sự có mặt của quý vị đã cho chúng tôi một cái niềm tin, một hạnh phúc lớn trong một buổi chiều Chủ nhật, nhất là vào cái mùa lễ yêu thương, yêu thương và tưởng nhớ đến mẹ. Xin phép anh Ngạn để cùng Bằng Kiều chúng tôi xin chuyển những lời chúc may mắn cho những quý vị nào còn mẹ. Và riêng tôi thì mẹ đã mất 2 năm rồi, nhưng mà đặc biệt bầu nãy Bằng Kiều cảm ơn tôi cảm ơn anh Ngạn cảm ơn quý vị cảm ơn cô Kỳ Duyên. Thật ra tôi rất yêu quý tài năng của Bằng Kiều cũng như tiếng hát, nhưng cái người mà tôi yêu nhiều hơn Bằng Kiều chính là bà cụ thân sinh ra Kiều, tức là bà mẹ của Bằng Kiều. Bởi vì nhờ bà mà chúng ta có Bằng Kiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Còn nữa xin cảm ơn quý vị và mình rút lui để nhường cho cô Kỳ Duyên. Thưa quý vị, quý vị thấy anh Ngạn vừa nói là Bằng Kiều với chị Khánh Ly hát như hai mẹ con, thì Kỳ Duyên thấy có anh Ngạn đứng bên cạnh cũng giống một gia đình rất hạnh phúc phải không quý vị? Mà mặc đồ vô tình nó cũng rất là match với nhau, bộ màu xám, bộ màu đen, màu trắng. Hai bố mẹ với đứa con dắt nhau đi show. Có vẻ rất là hay, book nguyên một gia đình. Thưa quý vị, cái câu chuyện này là cái câu chuyện ngoài lề thôi. Thì chị Khánh Ly vừa mới nói là mẹ chị đã mất 2 năm. Thì câu chuyện này là hoàn toàn thật. Hôm đó là mẹ chị ở trong một cái nhà dưỡng lão ở San Jose. Thì biết là cụ bị bệnh nặng mà nghe nói là sắp hấp hối. Thì lúc đó có một nhóm nghệ sĩ đi tới, cũng đi tới nơi để thăm cụ. Thì đi vô cái phòng thì thấy cụ nằm mà cụ không nhận diện ra ai, không nói gì cả. Thì chúng tôi đều đi vào hỏi thăm. Có nhiều người đã gặp cụ rồi, có nhiều người bắt tay hỏi bác còn nhớ con không, bác nhớ mẹ con không, rồi nói chuyện với cụ rất là lâu. Thì thấy cụ nằm mà cụ cũng lờ đờ, cụ có vẻ như không biết mình là ai. Thì thôi tụi này ngồi đứng một hồi rồi cũng chào, chào cụ rồi đi ra. Thì vừa đi ra thì gặp anh Nam Lộc đi vào. Thì anh Nam Lộc hỏi là quý vị đi thăm ai đó. Thì tụi này mới nói là đi thăm mẹ của chị Khánh Ly. Thì anh nói không, mẹ chị Khánh Ly nằm bên phòng bên kia kìa. Hèn chi mà cụ không biết là ai. Nhiều bác không nhận ra cháu hả, cụ cũng không nhận ra luôn. Câu chuyện đó hoàn toàn có thật. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, một yêu cầu mà có lẽ Trung tâm Thúy Nga nhận được rất nhiều. Xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Hi, em rất thích chương trình Baby Banana. Trong chương trình của Thúy Nga em rất thích ca sĩ Minh Tuyết. Còn em thích ca sĩ Hà Phương. Nhưng nếu ra có ca sĩ Cẩm Ly thì sẽ hay hơn. Nếu mà được một yêu cầu thì em sẽ yêu cầu ca sĩ Minh Tuyết và ca sĩ Cẩm Ly song ca. Còn em thì muốn tăng ca của ba ca sĩ. Mình cũng đã từng theo dõi rất nhiều chương trình của Thúy Nga và đặc biệt rất thích là ca sĩ Minh Tuyết. Được biết kỳ này là Thúy Nga có chương trình là Yêu Cầu, cho nên mong muốn mình là được tái hợp bộ ba của ba chị em. Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương, yeah! Trăng ơi sao trăng rụng xuống cầu,
sông kia ngầm nỗi sầu, trôi lang thang đến bạc mái đầu. Tìm cả đời chẳng thấy trong đâu. Mây ơi sao mây chẳng đứng lại, cho em tôi ngơ ngẩn mãi hoài. Yêu thương nhau cứ đợi ngày mai, tâm tư tôi biết ngõ cùng ai. Thôi thôi thì nếu em hững hờ, dành để tôi mong chờ bằng trái tim bờ vờ. Thôi thôi thì lỡ yêu ai rồi, thì suốt trong cuộc đời yêu một người mà. À, cháu hát hay lắm, chú có món quà này tặng cháu. À, thưa quý vị, ba chị em đứng trước mặt quý vị đây là ba cô nam kỳ mà mặc đồ tứ thân của Bắc Kỳ. Thành thì trước hết là bây giờ chú nhờ cháu giới thiệu lại ai là chị, ai là em để khán giả nhớ. À, trước hết Minh Tuyết thay mặt cho chị Cẩm Ly Hà Phương xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chúc Happy Mother Day. Dạ, trong nhà là Minh Tuyết là Út, còn này là chị Tư,
này là chị Năm. Chị Năm. Dạ, con là chị Bảy. À, trong ba... Con là chị Bảy hả? Trong ba người thì ai đi hát đầu tiên trong ba cô? Dạ thưa chú, dạ thưa quý khán thính giả, trước tiên con trả lời câu hỏi này. Cho con xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo cơ hội cho ba chị em con đứng trên sân khấu Thúy Nga của ngày hôm nay. Dạ thưa chú, trong ba chị em thì con là người đi hát trước. Con đi trước mấy người kia được bao lâu? Dạ thưa chú, con đi trước được mấy tháng. Mấy tháng thì cũng như không. Thế bây giờ chú hỏi câu này là các cháu, ba chị em đã đứng chung trên sân khấu thu hình lần nào chưa? Hay đây là lần đầu tiên? Thực sự thì ba chị em đã từng quay MTV với nhau cũng một vài lần. Nhưng mà đứng trên sân khấu để quay hình thì đây là lần đầu tiên ạ. Chú xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga chào mừng ba chị em. Thưa quý vị, một gia đình mà có ba chị em đều là ca sĩ thành công cả cũng là một điều hiếm có. Và hình như hôm nay có sự hiện diện của ba má của các cháu ở đây, có phải không? Xin mời ông bà hiện diện đây đứng dậy. Xin chúc mừng ông bà có ba cô con gái tài giỏi, và dĩ nhiên là nhân dịp ngày Mother Day thì cũng xin chúc ông bà lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc để được nhìn ngắm sự thành công của các con. Xin cảm ơn ông bà một lần nữa. Và dĩ nhiên là chú cũng thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, ngoài việc chào đón các cháu thì thân chúc các cháu tất cả những điều tốt đẹp trên đường nghệ thuật trong tương lai. Cảm ơn nhất là hai bác, mà cháu thấy hai bác có cái biệt tài làm sao mà sinh ra được ba cô đều sinh hết. Mà nhà có 7 người lận hả bác? Chắc 4 người kia làm ban nhạc hả? 6 người, 3 người hát bè, 3 người hát chính. Vừa rồi tôi đứng ở trong kia, tôi nghe cô Kỳ Duyên cô ấy kể chuyện của anh Nam Lộc, làm tôi sực nhớ ra một câu chuyện là ngày lễ Vu Lan. Thì có bà kia, bà ấy quá chồng, đương nhiên là bà ấy phải ra ngôi mộ, bà ấy thăm chồng. Rồi bà ấy nhớ quá, bà ấy cứ quỳ xuống đó bà ấy khóc. Bà ấy khóc thảm thiết là anh ơi, anh bỏ em, anh chết sớm, anh bỏ em, anh ra đi. Làm sao mà anh chết theo em này. Bà ấy khóc nức nở cả mấy tiếng đồng hồ. Thì cái hồn ma ở trong cái ngôi mộ đó chịu không được vì cảm động quá, cho nên mới bật dậy thì thào nói là không phải tao, chồng mày nằm bên cạnh. Tức là người sống đi thăm người bệnh đã lộn phòng rồi, mà cái người chết mà đi thăm mộ chồng cũng lộn ông cái mộ ông bên cạnh nữa. Vâng, thưa quý vị, trước khi trở lại với phần yêu cầu thì Kỳ Duyên cũng chợt nhớ tới một câu chuyện này. Tại vì lúc nãy có chiếu những khán giả ở bên Úc, mà Kỳ Duyên không hiểu tại sao khán giả bên Úc rất là nhiệt tình. Chúng tôi nhận được ở Kỳ Duyên House rất nhiều những bức thư của những email của khán giả bên Úc. Thì có một cái câu chuyện này Kỳ Duyên cũng thấy vui vui, xin kể cho quý vị nghe, của một người khán giả tên là Dewdrop. Không biết tên thật là gì nhưng mà lấy tên là Hạt Sương, nghe cũng rất là lãng mạn. Thì thưa quý vị, có anh chàng này lấy vợ và có đứa con đầu lòng. Thì vừa đẻ đứa con ra thì anh mừng lắm, anh viết thơ cho mẹ anh. Và cái thơ viết như vậy: thưa mẹ, vợ con với con mới sinh một đứa con đầu lòng, nhưng mà vì vợ con sanh xong yếu sức, thành ra không có đủ sữa cho đứa bé, phải dùng sữa của chị người làm. Và chị người làm thì lại là người da đen, thành ra bây giờ da của con hơi ngâm đen và tóc quăn. Thì sau khi bà mẹ bà nhận được bức thư đó, bà hồi âm liền, bà nói là: con yêu mến, mẹ rất mừng vì mẹ đã có cháu nội đầu tiên. Sẵn đây mẹ cũng nói cho con biết là hồi sinh con ra mẹ cũng không đủ sữa, thành ra mẹ nuôi con bằng sữa bò, nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng. Chúng tôi xin mời quý vị nghe một lần nữa, nghe một lời yêu cầu của khán giả trên màn ảnh. Bonjour, Thúy Nga Paris by night. Bonjour, Thúy Nga Paris by night. Là những khán giả đam mê âm nhạc Việt Nam tại Paris. Và cũng là những khán giả trung thành của Paris by night. Chúng tôi mong muốn được thưởng thức những nhạc tình ca của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nếu có thể, xin yêu cầu ca sĩ Khánh Hà song ca cùng ca sĩ Quang Dũng. Paris by night.
Vâng, thưa quý vị, như clip vừa mới nhắc đến thì ở hải ngoại chúng ta có rất ít những nữ nhạc sĩ sáng tác. Mà một trong những nữ nhạc sĩ mà chúng ta biết đến gần đây và càng ngày càng được phổ biến rộng nhạc của chị, đó là nhạc sĩ Diệu Hương. Và tôi có nói chuyện với Diệu Hương thì cái CD đầu tiên có lẽ là cái bản nhạc mà chị chú ý nhất có tựa đề là Khắc Khoải. Bởi vì theo ý của chị thì mỗi bài ca, mỗi ca khúc chị viết đều là một nỗi khắc khoải. Hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức liên khúc nhạc Diệu Hương qua hai tiếng hát thật đặc biệt. Thưa quý vị, Quang Dũng và Khánh Hà. Cho em đôi vai tựa nhẹ lên hơi ấm đang còn đời, trong đam mê chơi vơi ngày như trôi giữa không gian lạc loài. Yêu nhau trong hôm nay ta có bao giờ nghĩ đến ngày mai? Tôi một lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi. Nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nứt làm đôi. Đến với nhau dịu dàng, dù tình yêu có khi đã cạn khô. Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Cho anh được gì, tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng. Còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không, em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không. Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu anh. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời. Mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi anh quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sâu. Chiếu vỡ trong lạnh căm, muôn phiền theo tháng. Em hỏi tôi phiến đá có
soi nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thời gian xa xôi, em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, người ơi. Nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời. Rất hay và quý vị, hay lắm. Anh ơi, tại sao em để ý đó là thường những nhạc sĩ của mình là toàn là đàn ông không ạ? Hình như nói về nhạc sĩ mà nữ thì mình có chị Diệu Hương với trước đây là có Lê Tín. Rất là ít hả anh? Tại sao vậy anh? Lê Tín Hương cơ. À, Lê Tín Hương rồi. Lê Tín Kiều Anh thì bắt không. Lộn, đúng rồi, Lê Tín Hương. Tức là câu hỏi là tại sao đại đa số nhạc sĩ là đàn ông? Câu này thì đơn giản quá, là bởi vì đàn ông có nhiều tài hơn đàn bà. Rất là đơn giản. Hôm nay là ngày Mother's Day mà anh dám nói như vậy đó hả? Chẳng hạn như tài gì mà anh nói nhiều hơn. Em chỉ nghĩ là tại vì đàn ông có nhiều cơ hội hơn thôi, chứ làm sao mà nhiều tài hơn được. Thật sự thì chúng ta thấy ngay cả những ngành mà chúng ta tưởng đàn bà giỏi hơn, chẳng hạn như design quần áo, làm tóc, vẽ kiểu này kia, làm bánh, những người chef nấu bếp giỏi nhất thế giới, chúng ta tưởng những cái việc đó là của đàn bà, hóa ra những người đứng đầu trên thế giới đều là đàn ông cả. Quý vị đồng ý không? Không, nhưng mà cái đó thì em cũng đồng ý với anh. Và nhắc tới cái đó thì em phải kể một câu chuyện em nhận được của một người tên Nicky, cũng về nấu ăn, rất là dễ thương. Thưa quý vị, buổi sáng bà vợ bà đứng chiên trứng cho ông chồng ăn sáng, thì ông chồng ông ra ông đứng ông nhìn giống nói: em à, cho thêm tí dầu vào. Thì bà cũng cho thêm, chứ em lật đi nó sắp cháy rồi, cho thêm tí muối và rắc tí magi vào. Em cho thêm tí tiêu, em lật, em cho thêm dầu, mau lên, nó sắp cháy tới nơi. Ông cứ đứng ông nói vậy thì tới chừng ba điên lên, ba chị ông nói, ba nói: anh à, em làm đồ ăn cho anh ăn mỗi ngày mà bây giờ có chiên cái trứng mà anh cứ đứng anh nói lải nhải như vậy thì làm sao em làm được. Thì ông điềm tĩnh ông nói rằng là: không, anh chỉ muốn em biết cái cảm giác mỗi lần mà anh lái xe em ngồi bên cạnh em nói nó ra làm sao thôi. That's a good one, huh? Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi những yêu cầu trên màn ảnh. Tôi coi Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Tôi rất thích Thế Sơn và Hương Thủy song ca. Bài đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Tôi yêu cầu lần thứ hai Hương Thủy và Thế Sơn song ca. Vâng, thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Đoạn Cuối Cho Cuộc Tình, lời Việt của Nguyễn Vũ. Chúng tôi mời quý vị chào đón Thế Sơn và Hương Thủy. Duyên bấy lâu, làm sao anh quên em kỷ niệm xưa hai ta
cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lần cuối chưa luyến tiếc thêm vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lần cuối. Người ơi anh phải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao, làm sao anh lãng quên. Chưa qua mau cuộc tình, tình này dần tàn theo tháng năm thời gian. Anh ơi anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lần cuối chưa luyến tiếc thêm vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lần cuối. Thân ái không nhạt nhòa, làm sao anh lãng quên. Người ơi anh hãy quên em đi, hình bóng ân ái sẽ nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Bây giờ Huệ chưa? Hết giận anh chưa? Này chỉ giờ hát thôi chứ em đâu có giận anh đâu. Thôi chúng mình chào khán giả. Dạ. Kính thưa quý vị, Hương Thủy, Thế Sơn xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Các Hương Thủy phải nói thêm là cái này hát thôi em đâu giận đâu, em thương anh quá trời mà. Thì mới đúng điệu. À, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi mang tựa đề Đoạn Cuối Cho Cuộc Tình. Nhưng mà có những cuộc tình ở ngoài đời thật mà không bao giờ chấm dứt. Đây là một câu chuyện thật, mà câu chuyện rất lạ lùng của một bà tên là Eliza Donithorne, cũng ở Sydney, Australia. Thì câu chuyện này là bà với người yêu đã đi đến nhà thờ để làm lễ cưới và đã đứng trên bục. Nhưng mà khi mà ông cha hỏi là do you take this woman to be your wife, có nghĩa là có chịu lấy cái người này không, thì không hiểu cái ông đó ông nghĩ sao, ông lại nói no. Và ngay cái phút đó ông thay đổi ý kiến và là ông bỏ đi. Thì cái bà này đó, bà về nhà, bà vặn lại tất cả cái đồng hồ ở trong nhà bà từ cái lúc đúng cái giờ cái ông này bỏ đi, và bà tắt hết pin, tắt hết điện để cho cái đồng hồ nó nằm ở đó. Và sau đó tức là cho cái thời gian nó ngừng lại, nó ngừng lại ngay đó. Và sau đó 30 năm trời bà ngày nào cũng mặc đúng chiếc áo cưới đó thôi. Chuyện này hoàn toàn có thật ở trong Ripley's Believe It or Not đây. Quý vị thử hình dung. Kinh hoàng, để nhớ cái cuộc tình đó. Để nhớ cái cuộc tình, để nhớ cái kẻ phản bội vào cái giờ đó. Và một người đàn bà mặc cái áo cưới đó 30 năm. Chúng ta gọi là áo em chưa giặt một lần. Thì quý vị, chúng ta cũng thấy được rằng là có những cuộc tình nó trở thành bất tử như vậy. Mà chúng ta coi ngay cả trong hoàng tộc, biết bao nhiêu phim, biết bao nhiêu chuyện chúng ta đã thấy có những người sau khi thất tình
ông vua có biết bao nhiêu vợ mà một người bị bỏ, tự giam mình trong lâu đài và ở đó cho đến ngày chết không bước chân ra khỏi. Có những người họ giữ cái lời thề của họ. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy cũng là hiếm có như chuyện cô Kỳ Duyên vừa kể. Ngoài ra cô còn chuyện gì để mà nói về đoạn cuối cuộc tình thì cô kể nốt đi. À, em đáng lẽ chuyện này là chuyện phải anh kể chứ. Anh kể cho em nghe cái chuyện rất là vui đấy. Cô cứ việc kể, và bây giờ kể càng hả? Ngày cô càng cải tiến rồi. Thì thưa quý vị, cái chuyện này là anh Ngạn kể cho em nghe. Nhưng mà phải thú thật là anh Bắc Kỳ Duyên kể là tại vì anh không chắc là quý vị có cười hay không. Thành ra anh đồn cho em trước, anh này khôn lắm. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện rất là giản dị. Có một cái ông kia, ông cứ cầm cái bằng marriage license, cái bằng cưới. Ông cứ cầm, ông nhìn đi, ông nhìn lại, ông nhìn tới, nhìn lui. Thì bà vợ bà cũng lấy làm lạ, bà nói anh à, tại sao cái bằng đám cưới của mình mà anh cứ lôi ra anh nhìn hoài? Thì ông lẩm bẩm đấy, sao anh nhìn hoài mà anh không có thấy cái ngày nó expire em hả? Thường thường cái bằng nào, bằng driver license, bằng nào nó cũng hết hạn, mà sao anh nhìn cái này không thấy hết hạn? Vui phải không? Đó, đáng lẽ là anh phải kể, anh kể, em kể. Thank you. Thấy không, đáng lẽ anh phải kể, anh kể giờ em lại được hưởng chọn không? À, nhưng mà thôi thưa quý vị, thì sân khấu cũng đã chuẩn bị xong. Sau đây Kỳ Duyên xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc Ngày Chia Tay và Tiếc Thương. Cả hai bài đều của nhạc sĩ Quốc Hùng qua hai tiếng hát của Hồ Lệ Thu và Lưu Việt Hùng. Trong niềm nhớ người yêu ơi giờ đây vắng xa, khóc trong sầu nhớ còn đâu nữa tình yêu đã qua. Tiếc thương người ơi, ngàn năm vẫn đợi mong thiết tha, tìm đâu nữa dấu yêu hôm nào, tìm đâu những giây phút yêu dấu, tìm đâu những năm tháng nung nấu với nhau mãi trong tình yêu, tìm đâu những hạnh phúc yêu mãi, tìm đâu những hạnh phúc êm ái với nhau hứa không rời xa. Rồi em đi về nơi cuối trời, biết anh sắp xa em rồi. Ngày chia tay chìm trong nỗi buồn, lòng cô đơn ngồi ôm mối tình rối ràn đắng cay với đây. Ngày chia tay trao nhau dã từ, cuộc tình tan tựa như khói mờ cuốn theo áng mây bơ vơ. Ngày chia tay lòng đau rối bời, lệ tuôn rơi vào theo kiếp người, hóa thân lãng du trong tôi. Sóng ngàn con sóng xô xa bờ.
người dấu yêu em ơi, tiếc thương làm gì? Vì cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều, vì anh ít có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm chi? Vì cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều, vì anh ít có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm gì? Vì cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều, vì anh ít có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm chi? Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm gì? Thank you, dancers. Anh được phần câu làm hoài. À, vâng, quý vị chắc hẳn còn nhớ nhạc sĩ Quốc Hùng. Anh là nhạc sĩ trẻ nổi tiếng từ trong nước. Hai bài mà ai cũng biết là Con Gái Bây Giờ và Trống Vắng. Sau đó khi ra hải ngoại thì anh hợp tác với trung tâm Thúy Nga một thời gian khá dài. Chẳng những là vừa sáng tác và vừa trình diễn nữa. À, thưa quý vị, thời gian đi rất là nhanh. Tôi khó có thể hình dung là tôi đứng đây với cô Kỳ Duyên trên sân khấu Thúy Nga đã 16 năm. À, bây giờ nhìn lại những cái hình ảnh cũ mà cuốn Paris Benai 17 khi tôi làm cách đây 16 năm thì chính tôi cũng rơm rớm nước mắt là vì không ngờ là thời gian nó tàn nhẫn như vậy. Không ngờ là hồi đó anh đẹp trai như vậy hả? Không. À, nhưng mà thưa quý vị, sở dĩ tôi nói đến đó là cái quy luật của thời gian thôi. Lại càng không thể ngờ được Thúy Nga Paris Benai. Thúy Nga thì lâu rồi nhưng Paris By Night thực hiện từ cuốn 1 đến năm nay là 25 năm. Cho nên là ngày 20 và 21 tháng 9 sắp tới đây, chúng tôi được chào đón quý vị, mời quý vị đến dự chương trình Đại hội ca vũ nhạc kịch vĩ đại nhất để kỷ niệm 25 năm Paris By Night được tổ chức tại Long Beach. Chúng tôi có hy vọng là mặc dầu tình hình kinh tế có khó khăn, quý vị lái xe đổ xăng nó mắc chút xíu, nhưng mà cái dạp ở dưới đó nó rộng lớn hơn cái dạp này. Cho nên kỷ niệm 25 năm Thúy Nga Paris By Night chúng tôi sẽ làm tại Long Beach. Đó là đại hí viện mà đã quen thuộc với quý vị. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị, gặp gỡ quý vị trong chương trình lớn lao đó. Quý vị đã vỗ tay, tức là quý vị phải đi đấy nhé. Và thưa quý vị, sau đây là một nhạc phẩm gồm rất nhiều những liên khúc, những bài nhạc nổi tiếng mà chúng ta ai cũng yêu thích. Xin mời quý vị thưởng thức qua 10 giọng ca của Trung tâm Thúy Nga: Minh Tuyết, Ngọc Liên, Tú Quyên, Quỳnh Vi, Nguyệt Anh, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Bằng Kiều, Trịnh Lam và Nguyễn Thắng. Thank you.
lời nói trên môi vụng về. Đường ta đã qua chiếc khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới. Chiều buông giá rơi dù lòng thôi mơ, dù buồn lên thơ. Đi cho
chương trình chúng tôi đến đây đã kết thúc. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào tối thứ tư tại đây với chương trình Celebrity Dancing. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự và rất mong được đón tiếp quý vị trong những chương trình kế tiếp. Mời tất cả anh chị em nghệ sĩ, chuyên viên ra để chào tạm biệt quý vị khán thính giả.